Lắng nghe cái chữ vô thường này bao giờ chưa? Vô là không, thường là bình thường đi. Thì có nghĩa là không có cái gì bình thường, không có cái gì thường thường, không có cái gì sẽ mãi mãi nó là như thế. Đó chính là vô thường. Chồng của mình á, chưa chắc anh ấy đã sống với mình trọn cuộc đời này. Hôm nay là chồng của mình, ngày mai không còn là chồng của mình nữa cũng là chuyện bình thường. Ngày hôm nay mình xinh đẹp như này, mai mình xấu đi, mình chuyển hóa thành xấu đi chẳng hạn, nó cũng là chuyện bình thường. Ngày hôm nay có ai đó còn đang rất khỏe mạnh, ngày mai lỡ lâm bệnh rồi cũng là chuyện bình thường. Và sẽ có một cái sự mà không bao giờ biến đổi trên cuộc đời này, đấy là mọi việc đều sẽ thay đổi. Vô thường có nghĩa là gì? Vô thường có nghĩa là không có gì thường xuyên và trường tồn mãi mãi. Không có gì thường xuyên, không có gì trường tồn mãi mãi. Có nghĩa là mọi thứ trên cuộc đời này đều có thể thay đổi. Các bạn có nhận thấy không ạ? Và cái sự thay đổi đó nó diễn ra trên tâm và thân của chúng ta mỗi một giây, mỗi một phút. Các bạn thử để ý và xem nhé. Mỗi một giây trôi qua, chúng ta có bao nhiêu cái suy nghĩ trong đầu mới được sinh ra và có bao nhiêu cái suy nghĩ cũ được chết đi. Đây là sự biến đổi trong suy nghĩ này. Rồi có bạn nào đó đang rất là khó chịu, đang rất là tức giận, giận chồng, giận con, rồi cảm thấy giận người thứ ba, vân vân. Vậy thì chúng ta có giận mãi không? Hay ngày hôm nay khi mà chúng ta nghe thì cú sốc được chồng mình ngoại tình, chúng ta rất tức. Nhưng mà nếu mà chúng ta bình tâm lại, một ngày sau đó, cái sự tức ấy, nó chỉ còn 70% thôi. Chúng ta lại tiếp tục bình tâm trở lại, hai ngày sau đó, cái sự tức chỉ còn 50%. Và chúng ta bình tâm hẳn một tuần đi, thì đôi khi cái sự tức nó chỉ còn 30%. Và khi mà chúng ta thấy là kể cả các cảm giác của chúng ta, tức giận, khổ đau, tất cả mọi thứ nó cũng không tồn tại mãi mãi như thế, mà nó cũng sẽ biến đổi. Và chúng ta sẽ chỉ quan sát được sự biến đổi này khi bạn kết nối sâu sắc với chính mình. Vậy cái điều này sẽ giúp gì cho bạn? Biết được cái quy luật vô thường này để chúng ta nhận ra một điều rằng mọi thứ đều có thể chuyển hóa. Các bạn comment giúp cho Tuệ An nhé. Mọi thứ đều là vô thường. Hạnh phúc cũng là vô thường, khổ đau cũng là vô thường, chồng cũng là vô thường, vợ cũng là vô thường. Đố các bạn tìm thấy cho Tuệ An một cái gì trên cuộc đời này mà không phải là vô thường. Nghiệp cũng là vô thường. Cái điện thoại này cũng là vô thường. Vì nó không sẽ không tồn tại mãi mãi cái điện thoại này. Mà dần dần á, nó sẽ cũ đi, rồi nó sẽ bị hủy hoại dần, rồi nó sẽ vứt vào xó rác. Có nghĩa là cái điện thoại này cũng không ngừng biến đổi. Mà kể cả chúng ta không dùng gì nó, chúng ta mua đấy xong chúng ta cắt nó cho vào hộp, thì các bạn nghĩ là nó có tồn tại được khoảng 10 năm, 20 năm. Hay kể cả chúng ta bảo quản nó trong hộp kín, nhưng mà rồi nó vẫn sẽ bị hư hoại theo thời gian. Vậy, nếu như chẳng có gì là tồn tại mãi mãi, sự thay đổi nó là một sự thật mà chúng ta cần phải chấp nhận. Vậy sao mà chúng ta còn luôn luôn sợ cái sự đổi thay? Nếu biết mọi thứ đều là vô thường, hãy nhìn vào cái mặt tích cực của nó, đó là chúng ta sẽ luôn luôn chuyển hóa được mọi thứ. Nếu bây giờ chúng ta đang rất khó khăn về tiền, không có nghĩa sau này chúng ta cũng sẽ khó khăn về tiền. Nếu như bây giờ chúng ta đang rất khó khăn với các mối quan hệ, không có nghĩa là chúng ta sẽ mãi mãi khó khăn với mối quan hệ. Nếu như bây giờ chúng ta chưa làm được cái việc gì cả, cũng không có nghĩa rằng cuộc đời này của chúng ta sẽ chẳng làm được cái việc gì cả. Bởi vì mọi thứ đều có thể được chuyển hóa. Các bạn comment giúp cho Tuệ An. Mọi thứ đều có thể được chuyển hóa. Chúng ta hiểu về vô thường để chúng ta biết rằng mọi thứ đều được chuyển hóa. Thế nhưng rất ít người biết cái điều này. Vì sự thật á, là khổ đau cũng không tồn tại mãi, mà tiêu cực cũng không tồn tại mãi. Và sẽ có cách để cho họ chấm dứt cái khổ đau nhanh, chấm dứt cái sự tiêu cực nhanh. Và các bạn hãy tag tên họ này và chia sẻ livestream này giúp cho Tuệ An nhé. Vì chắc chắn là nó sẽ có thể giúp ích cho một ai đó. Và đó, chúng ta hiểu rằng mọi thứ sẽ đều biến đổi. Ngay cả thời gian cũng còn chuyển đổi một cách kinh khủng.
vừa mới mở mắt dậy là buổi sáng, sau đó veo đến buổi trưa luôn, sau đó đến buổi tối chúng ta đi ngủ lại đến sáng ngày hôm sau. Chẳng có cái gì trên cuộc đời này là cứ không biến đổi hết. Và bạn có nhìn thấy cái hình cái bông hoa sen này không? Nó tượng trưng cho một cái quy luật trên vũ trụ này, đó là cái quy luật sinh lão bệnh tử, cái quy luật thành trụ hoại diệt. Nó sẽ là một quy luật luân hồi, không có gì sẽ tồn tại mãi mãi. Có một điều luôn luôn đúng, đó là chẳng có cái gì sẽ bền vững. Ngày hôm nay khi Tuệ An đang coach cho một ca mà có chồng ngoại tình ấy, và bạn ấy hỏi Tuệ An như thế này: cô Tuệ An ơi, có khi nào chồng em yêu cái người thứ ba đến mãi mãi? Có khi nào cái mối quan hệ ngoài luồng của họ mãi mãi không kết thúc không? Thì Tuệ An mới hỏi lại bạn: em nghĩ rằng có cái gì tồn tại mãi mãi mà không biến đổi? Và sự thật kể cả chồng mình và người thứ ba cũng y như thế. Cái mối quan hệ đấy sẽ không bao giờ tồn tại mãi mãi, và nó sẽ không ngừng biến đổi. Hiện tại của người thứ ba là quá khứ của người vợ, và hiện tại của người vợ sẽ là tương lai của người thứ ba. Đó là sự thật, nó sẽ luôn luôn biến đổi. Và một cái chu kỳ tình yêu hôn nhân á, sẽ bắt đầu từ quen nhau, sau đó đến yêu nhau, sau đó đến biết ơn nhau, sau đó đến si mê nhau, sau đó lấy nhau. Rồi lấy nhau về rồi thì hầu hết là chúng ta sẽ bắt đầu chủ quan. Chúng ta sẽ bắt đầu không vun trồng cho cái cây tình yêu hôn nhân nữa. Chủ quan, rồi kiểm soát, rồi đi vào bế tắc. Rồi người thứ ba xuất hiện, rồi lại một vòng xoáy như thế. Và không có người thứ ba thì hết cái người thứ ba này lại có người thứ tư, thứ năm, thứ sáu, thứ bảy. Vì không có cái gì sẽ tồn tại mãi mãi. Nhưng nếu mà chúng ta muốn chuyển hóa nó theo cái cách tích cực mà chúng ta muốn á, thì cũng không phải là không có cách. Và đó là cái mặt rất tích cực của vô thường, của sinh lão bệnh tử, của thành trụ hoại diệt. Vậy chúng ta thấy rằng mọi thứ đều có thể được chuyển hóa, kể cả trong tình yêu hôn nhân cũng như thế. Nếu như hôm nay bạn đang rất bế tắc với cuộc sống hôn nhân của mình, không có nghĩa rằng sau này bạn sẽ tiếp tục bế tắc. Nếu như hôm nay bạn đang cãi nhau với chồng, cái sự giận của bạn á, nó sẽ không phải là mãi mãi đâu. Tối nay bạn đang rất giận đi, nhưng các bạn tin Tuệ An và mình bình tâm lại, mình hít thở thôi. Sáng hôm sau mình tỉnh dậy là mình thấy mình đỡ giận rồi, cơn giận bắt đầu được chuyển hóa rồi. Và nếu chúng ta nắm được cái quy luật này, chúng ta sẽ chuyển hóa sự tiêu cực rất nhanh, nỗi đau rất nhanh, nỗi khổ rất nhanh. Và các bạn đồng ý không ạ? Nếu như các bạn đồng ý, hãy comment xuống phía dưới là đồng ý nhé. Và hãy tag tên bạn bè mình và chia sẻ livestream này giúp cho Tuệ An, bởi vì phần sau á mới là những phần rất hay. Và nếu như các bạn có câu hỏi gì như làm sao để em chuyển hóa sự giận dữ của em, làm sao để em chuyển hóa người chồng của em, làm sao để em chuyển hóa cái này, làm sao để em chuyển hóa cái kia, bởi vì lúc này em biết nó là vô thường rồi, nhưng làm sao để chuyển hóa, làm sao để thay đổi, thì tùy vào từng cái tình huống cụ thể của các bạn. Lát nữa Tuệ An sẽ chia sẻ từng tình huống cụ thể và sẽ có phần coaching và trả lời câu hỏi trực tiếp với các bạn ở phía dưới comment nhé. Nên là nếu có những câu hỏi nào đó về vô thường, về sự chuyển hóa, thì Tuệ An sẽ bằng cái hiểu và cái biết của mình chia sẻ chân thật với các bạn được không ạ? Vô thường có nghĩa là không có gì thường xuyên và trường tồn mãi mãi, tất cả đều có thể chuyển hóa. Nếu như chúng ta đang gieo nghiệp xấu, chúng ta cũng có thể chuyển hóa nghiệp xấu trở thành nghiệp tốt. Vô thường. Vô thường. Có bạn nào đã đọc cái tờ này của Tuệ An chưa? Gần đây Tuệ An có up nó lên trên Phụ Nữ Thông Thái này, up nó trên page và trên trang cá nhân. Có bạn nào đã đọc chưa? Nếu mà chúng ta đã đọc rồi, chúng ta đã thử trả lời những câu hỏi này chưa? Liệu có chuyện gì trên cuộc đời này là không bao giờ thay đổi không? Nếu mọi chuyện đều là vô thường, chẳng có gì là bền vững mãi mãi, vậy tại sao chúng ta còn sợ sự đổi thay? Chúng ta rất sợ thay đổi. Chúng ta sợ rằng mình thay đổi, mình sẽ mất cái này, mình sẽ mất cái kia, mình sẽ bị cái này, mình sẽ bị cái kia. Nhưng sự thật là đừng sợ thay đổi, tại vì lúc nào cũng có sự thay đổi. Vậy chi bằng chúng ta chấp nhận sự thay đổi và chúng ta rèn mình
để cho có thể đáp ứng lại được sự thay đổi. Lúc đó thì chúng ta sẽ vui hơn. Thành trụ ngoại diệt là sự thật và liên tục xảy ra. Cái gì chắc chắn bền vững đây? Không có cái gì bền vững hết. Chẳng có gì ngoài cảm thọ. Đau khổ đến và đi, hạnh phúc cũng sẽ thay thế cho đau khổ. Cứ thế xoay vòng lại. Chúng ta sợ đau khổ và chúng ta thích hạnh phúc. Nhưng liệu chúng ta có biết được hạnh phúc là gì hay không? Nếu như chúng ta chưa từng trải qua khổ đau, liệu chúng ta cứ dính mắc mãi vào hạnh phúc, rồi đến một ngày hạnh phúc đó không tồn tại mãi nữa, nó mất đi rồi mình lại đau khổ? Vậy hạnh phúc và đau khổ giống như hai mặt của một bàn tay vậy. Có mặt này thì sẽ có mặt kia và ngược lại. Vấn đề là khi hạnh phúc đến, chúng ta cũng không bị dính mắc vào hạnh phúc. Khi đau khổ đến, chúng ta cũng không chối bỏ đau khổ, mà chúng ta nhìn ra bài học của mình từ sự hạnh phúc và đau khổ để chúng ta chuyển hóa chính mình và nâng cấp chính mình. Lúc đó chúng ta sẽ có sự an lạc và thành công thật sự. Chúng ta không muốn mọi chuyện đổi thay, nhưng sự vật luôn không ngừng thay đổi. Đó là sự thật. Và đó là vô thường. Vô thường, mọi điều đều là vô thường. Vậy tại sao bạn không bình thường? Vậy tại sao khi gặp một cái biến cố đến, một cái sự thay đổi đến, chúng ta lại hoảng hốt vậy? Chúng ta lại khó chịu vậy? Chúng ta lại nghĩ đủ mọi thứ để chống cự lại cái sự thay đổi đấy? Mà sao chúng ta không bình thường với nó? Tại vì thay đổi là điều bình thường mà. Và khi bạn bình thường với nó, khi tâm trí của bạn ở trạng thái quân bình, lúc đó chúng ta mới sáng suốt mà nghĩ được. Lúc đấy chúng ta mới tỉnh thức để mà nghĩ được là tại sao thay đổi này đến. Nếu đó là điều tiêu cực, tại sao cái điều tiêu cực này lại đến? Mình có thể làm gì để chuyển hóa điều tiêu cực này hay không? Lúc đó khi chúng ta bình thường với sự vô thường, thì lúc đó chúng ta mới tỉnh thức để mà chuyển hóa được.